Wow, hôm nay là surprise nè các bạn ơi. Chỗ làm ông xã mình đó, việc làm bị ế, không có xe để sửa. Nên ông về ông hỏi có muốn đi hái trái dâu không? Trời ơi, mình nghe cái là mình mừng muốn chết luôn. Đã tính sáng mai mới đi á, nhưng mà giờ mình đi trước, ngọt không? Wow, trái bự không? Wow, ok. Ngọt ha. 2 đồng 1 pound à các bạn, mà cái này là trăm bầu sai nha, trái bự không á. Tại cái nông trại này nè, cái vườn này nè, họ không có để bảng cho hái á, nhưng mà mình hỏi, mình mỗi năm mình hay ghé đây cái họ cho mình hái á, là chắc họ không có người hái, họ có nhiều nông trại, họ có nhiều vườn dâu chỗ khác. Cái này là cái vườn ở sau nhà thôi à. Vòng vòng đi để em quay chút xíu em đi vô nha. Vô trong kia nó mát hơn nha. Hên quá, hồi nãy là mình tính đi cái vườn khác nhưng mà mình chạy ngang anh chủ hay chị này không có để bảng cho vô hái, nhưng mà mình hay quen cái mình hỏi á, mình hỏi cái ảnh đây chị hái thích quá thích quá. Ở đây là bạn vô đây hái không giới hạn giờ giấc ha, bạn muốn ăn như thì ăn nhưng mà mình không có ăn, mình quay video thích quá. Không các bạn, cái vườn này nhỏ thôi à, nhưng mà vườn này trái to không à, vườn này trái to mà trái ngọt. Còn có nhiều vườn khác á, người ta chuyên mở cho mình đi hái đó, thì mình lại đôi khi không có người ta hái nhiều á, cái tới phiên mình đôi khi nó còn nhỏ hay ít á, mà nó không có chín nhiều. Còn này là chín cây luôn nè, thấy thích quá các bạn ơi. Đây, đây các bạn thấy không, cái vườn nhỏ mà biết bao nhiêu trái luôn á. Nhiều người người ta thất nghiệp hay gì đó, cái người ta đi làm tiền mặt, và các bạn là người ta hái cái này nè, người ta hái này mà có tiền lắm á. Bây giờ mình đi vô trong phía ông xã mình ở trong kia đó các bạn. Cái cây nó cao hơn á, trái nó cũng to lắm nhưng mà nó mát hơn. Tại bây giờ là 2 giờ trưa, nó còn nắng á. Cái này thì có người ta hái rồi nè. Cái hàng này thì có người hái rồi. Thích quá. Ăn không có bao nhiêu á mà thích đi hái. Nhưng mà hiện tại á, ở chỗ mình á, nếu các bạn đi mua trái trái Việt Quất này nè thì cũng còn mắc lắm, mà trái nhỏ xíu à. Có trái bự nữa mà không có được bự như vậy đâu. Các bạn thấy chưa? Thấy mê không? Trái bự như cái đồng tiền luôn á. Các bạn nào ở Việt Nam ăn không mình ship về nha. Đã có các bạn đây, mình rủ các bạn đi hái với mình ha. Wow, thấy ham quá các bạn ơi. Thấy chưa, cây nhỏ xíu mà trái bự rồi nè. Thấy chưa các bạn? Hả? À, mấy cây này không sai gì đó hả? Quá trời luôn, mà giờ nắng quá. Các bạn thấy cái chùm này không? Có nó quằn quại nè. Wow, quá trời luôn. Để mình đi lại hướng này mình quay cho nó không có bị ngược nắng. Wow, các bạn thấy không? Ở chỗ này á, thì có trái chín, trái chưa chín. Quá trời nhiều luôn. Thấy mê luôn. Trong đây thì cây to hơn á, mà trái cũng to lắm các bạn. Nếu mà người ta không có mướn được người hái thì người ta hái bằng máy đó các bạn ơi, trái to quá. Thấy không? Thấy mê ha. Mình đứng ngay đầu hàng mình quay thôi, mình không có đi vào trong. Quá trời luôn.
các bạn thấy không? Nó ngã dưới đất luôn á, trái to. To mà ngọt, mình thích. Wow, quá trời luôn. Ở BC đó các bạn, trồng cái này rất là hợp khí hậu nè. Mùa đông á, thì mấy cái lá này sẽ rụng hết nha. Mùa xuân á, thì nó mọc bông với mọc hoa lá ra ha. Wow, quá trời luôn, thấy mê. Thấy mê không? Trái xoài nè. Wow, cái này thì chưa chín hết. Wow, quá trời xoài luôn. Coi trái nè. Look. A lot, so much. Wow. Wow, dưới gốc cây luôn. Thôi mình quay chút xíu rồi mình đi hái tiếp xã mình. Thấy chưa, đẹp không? Đó, các bạn thấy không? Hầu hết là vườn trái Việt Bắc hết, blueberry ở đây đó là người Ấn Độ á. Người Ấn Độ á, họ làm chủ rất là nhiều. Thôi mình quay chút xíu vậy thôi nha các bạn. Vô tới trong kia luôn. Đây, trái chín với trái chưa chín ha. Đẹp quá. Trái thật sai luôn. Đây mình nãy giờ đi quay video vòng vòng á, xã mình hái nè. Mới mốt anh về hưu á, anh lãnh tiền hưu xong cái anh thất nghiệp rồi phải không? Mùa hè anh đi hái này tiền mặt được nè. Nghe người ta nói ngày làm ít nhất cũng 100 đồng á, đi nổi không hả? Trong kia chùm cái to kìa. Bữa trái bự rồi không? Nè em thấy trái bự nè. Cũng đã ít người nên mình ở đây lựa. Ít người hái giống như kỳ rồi mình đi hái trái dâu trên kia vậy đó. Có em với anh hả, không có nhiều người nên mặc sức mà hái lựa phải không? Em quay anh chút xíu, em qua bên kia em hái nóng đó. Wow, ở chùm được coi. Wow, trái to như cái đồng tiền luôn á. Chỉ lắc vậy thôi hả rớt. Có ai muốn ăn không? Qua đây đi á. Chỉ lắc vậy thôi hả, từ không có rớt. Dạ, yeah, còn nếu mà người ta đi hái mà chuyên nghiệp là người ta lấy tay người ta kéo nguyên một chùm nghe nói vậy á. Một chùm mà chừa trái sống lại ha. Hay quá hả? Wow, trái to cái nè. Luôn. Wow, thấy ham không? Có 2 đồng phao, quá rẻ luôn. Quá rẻ mà trái ngon nữa. Mua ngoài giờ cũng còn mắc. Mà cái nhỏ xíu. Như mình nói tới nói lưu hoài, có mấy cái là mình nói hoài, các bạn nghe thông cảm nha.
mình thích á, cái mình nói nhiều quá. Wow, oh my god, yeah, dễ sợ không? Mình mê quá, mình nói nhiều quá. Nó tới nó lui. Nhỏ nhỏ hả? Ừ. Mình nói sai ha. Nó vừa hái ủ. Giờ lựa trái bự hái hả? Kia trái bự nè, nhiều lắm nè. Kia trái bự đây nè. Không có nhiều. Nó mình hái từ trái thì được. Kìa, anh thấy cái chùm kia, trái to kìa, cái chùm trong đó đó. Đây. Cái cây nhỏ nhỏ ngoài trái bự luôn đó. Chắc cũng vậy à. Cũng vậy thôi à. Nhớ nó cũng trái giống như đây à. Có ổng trái to to không à. Được nhiêu á, à? Đầy gỗ hái thêm nữa đó hả? Nắng quá trời luôn á. Thô, hái tới đâu rồi? Hái được nhiêu rồi? Sắp xong hả? Chắc bữa nay mình mua mấy phao. Mười mấy phao quá, hái một thùng hái luôn á. Cái này còn non nè. Hái đã tài về nhớ ăn nha. Nhớ ráng ăn á. Để em về cho con gái một thùng với cho một cái người Hoa hồi nãy đối diện nhà. Đối diện nhà cái bác ấy hồi nãy cho mình rau á. Bên đây nó thưa mình, bên kia nó đầy, bỏng đi hái bên thưa. Rồi mình lượm cái to. Mình đụng cái là nó xích ra. Nếu người ta hái chuyên nghiệp thì người nói là người ta tuột nguyên một cái chùm xuống. Chỗ này ông xã mình hái rồi, giờ mình lại hái nhiều quá, hái đi tùm lum hết. Hello, hái đi rồi em quay chút xíu rồi em hái tiếp. Lần nào cũng vậy hả? Tại từ ngày mê YouTube hả? À, bị YouTube hành hả? Vả trời luôn. Đây, nó quằn quại nè, nó quằn quại luôn nè, nó ngã với chùm luôn nè các bạn ơi.
Nó quằn quại hết rồi, xí. Trái thật là sai luôn. Trái to chà bá luôn, đi ra chợ mua kiếm to vậy là không có nha bà con. Mình đi lại tại vườn á, mình hái á, ngon ngọt. Ở trên nhiều cái chỗ khác á thì cũng giá chắc cỡ này, nhưng mà trái nhỏ xíu à. Cái này trái to quá. Thấy mê luôn á. Mình thấy mê quá, mình không có, mình lo quay video mình mê luôn á. Cái chùm này coi, mình kiếm cái chùm mình kéo lên các bạn coi. Oh my god, look at this. Không biết mình quay có coi được không nữa. Quá trời luôn. Đây ông xã mình đang hái nè. Đó. 2 đồng 1 phao, mãi vô mãi vô. Hái nhiều chưa, đi về chưa? Hả, em gần đầy một cái thùng 10 phao cho tụi Alex. Đây mình quay ông xã mình hái nè. Mình lo quay video không à. Chín nhiều thấy ham quá ha. Cái trái nè. Thấy ông rụng á, ông xã mình cũng lượm lên là bỏ uổng. Công người ta trồng á, người ta cho mình đi hái á. Mặc dù là trả tiền nhưng mà quá rẻ luôn á. Mấy chỗ khác cho hái mà cho nhỏ xíu à. Thì cái chùm này nè, cái chùm dưới đây, ở dưới á. Yeah, có trái bự không? Yeah, có mấy trái to. Dễ xuất ra quá ha. Ừ. Bây giờ ra ngoài chợ mà mua size, jumbo size to mà cũng đâu có được to vậy đâu. Thôi, tiền nó lựa ra hết rồi. Jumbo size ngoài chợ trái còn nhỏ hơn. Là mình lựa trái bự nè các bạn thấy không? Lựa trái to. Trái to. Lựa trái to. Lựa trái to thôi, tại vì mình có lựa trái to nó ngon. Trái to. Trái to nè, các bạn thấy không? Đó. Mình rửa trái to ngon ha. Cái farm này trái to nhiều quá.
người ta tuốt nguyên chùm á, chứ nếu mà người ta hái kiểu mình nó biết chừng nào mà rồi. Tại mình hái chơi á, mình mua chắc hôm nay mình mua chắc mấy chục phao á, về mình cho nữa. Được trái to rồi thấy không? Thấy trái to không? Các bạn thấy không? Đó. Cái này mình hái ăn á, còn người ta hái mà để mà làm á là người ta tú nguyên một cái chùm luôn. Đây, tại vì mình quay á, mình cầm tay trái, mình cầm không có được lâu. Mình lựa trái to mình hái. Chỗ này nãy giờ mình hái mấy trái to rồi. Thích nhất là cái khoanh này trái to không à? Ngọt. Khi mình lựa trái to mình hái. Chừng nào mình vừa hưu á, mình vừa hưu xong cái mình đi hái cái này được rồi nha. Một ngày kiếm ít nhất cũng 100 đồng á, cũng được rồi ha. Có nhiều người ở nước khác người ta qua đi du lịch người ta làm này tiền mặt nè các bạn, mùa hè đó. Nhưng mà chỗ mình thì không có việc làm tiền mặt nhiều, nghe nói tiểu bang trên Ontario thì nhiều hơn. Nắng lắm đó nha. Chó nữa. Mình lựa trái to mình ăn ngon á. Cầm cái phôi cứ mỏi tay ra luôn. Nhìn đi vào hàng trong đây coi cái trái to, chỗ nào cũng trái to á, nhưng mà đây chưa chín không. Này chưa chín nhiều. Chỗ này là cho cái gì người qua đối diện hồi nãy cho rau mình, cái này là cho mình, cái này cho con gái mình. Sau 2 tiếng đồng hồ vừa chơi vừa hái vừa quay video.